Tối ngày 19 tháng 2, tại nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, lễ trao giải của bóng vàng Việt Nam 2023 đã diễn ra. Ở hạng mục được mong chờ nhất, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã trở thành chủ nhân của quả bóng vàng nam. Đây là lần thứ hai cầu thủ của câu lạc bộ Thể Công Viettel được trao danh hiệu này. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải của câu lạc bộ Hà Nội và thủ môn Đặng Văn Lâm của Maryland Quy Nhơn Bình Định lần lượt nhận danh hiệu quả bóng bạc và quả bóng đồng. Trong năm 2023 vừa rồi thì giữa Đức và Hải đều có những trận đấu tốt và cũng có những bàn thắng đẹp, thì đương nhiên cái giải thưởng này thì đối với Đức và Hải, nếu mà ai nhận giải thưởng này đều xứng đáng cả. Đương nhiên là cái giải thưởng này sẽ là thúc đẩy cho cá nhân Đức cũng như cá nhân Tuấn Hải và tất cả anh em cầu thủ trong bóng đá Việt Nam sẽ cần phải cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân nữa để cống hiến cho bóng đá nước nhà. Ở hạng mục của bóng vàng nữ, thủ môn Trần Thị Kim Thanh đã vượt qua hai người đồng đội là Huỳnh Như và Nguyễn Thị Bích Thùy để được vinh danh ở giải thưởng cao nhất. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, người giành chiến thắng ở giải thưởng này thuộc về một thủ môn. Kim Thanh xứng đáng với danh hiệu quả bóng vàng nhờ màn trình diễn nổi bật nhất ở đội tuyển Việt Nam tại World Cup nữ 2023 với hàng loạt pha cứu thua xuất thần, dù phải đối mặt với những chân sút đẳng cấp đến từ Mỹ, Hà Lan hay Bồ Đào Nha. Hai năm trước Thanh được đề cử trong top 5 quả bóng vàng, nhưng mà điều đó là không may mắn đối với Thanh. Khi mà sau những năm đó thì Thanh đã cố gắng nỗ lực thật nhiều hơn nữa để ngày hôm nay Thanh được đứng đây và nhận cái danh hiệu quả bóng vàng này. Thanh muốn gửi tặng danh hiệu này đến cho gia đình, cha mẹ đã sinh Thanh ra và để cho Thanh có những thành công như ngày hôm nay. Và xin cảm ơn tất cả người hâm mộ trong và ngoài nước đã luôn ủng hộ và theo dõi đội tuyển trong suốt thời gian qua. Ở hạng mục quả bóng vàng Futsal, Phạm Đức Hòa đã vượt qua Châu Đoàn Phát và Hồ Văn Ý để giành chiến thắng. Với 16 bàn thắng ghi được ở V-League 2023, ngoại binh Rafaelson Bezerra Fernandez được xướng tên ở giải thưởng cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất. Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã đánh bại hai đối thủ đáng gờm là Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc để nhận danh hiệu cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất. Ở hạng mục cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất, chiến thắng đã thuộc về tiền đạo Ngọc Minh Chuyên của câu lạc bộ Thái Nguyên TNT. Cũng trong lễ trao giải này, ban tổ chức đã vinh danh cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương và Trần Văn Vũ ở giải thưởng cống hiến vì những đóng góp cho bóng đá Việt Nam.